Bây giờ bạn đừng nói gì để nó điện cho tôi. Thế đồ thì mẹ nó cứ mày mày cho tự lại. Tao không tiếp bọn tiểu nhân. Thế thôi mày đừng điện cho tao nhá. Đây như nào? Tao không nói chuyện bọn vớ vẩn và tiểu nhân. Tốt nhất mày đừng điện cho tao. Bản lĩnh thì... mày đừng gặp tao. Mày đi cửa gặp tao. Gặp là gì? Ê thôi. Này, thứ hai mà không dám về nhà anh Thái thì đấy con mẹ mày đi. Nhá. Mẹ ôi móm. Ôi ơi, được anh Thái Kevin mời về nhà ăn khai trương. Đéo dám về, bây giờ lại cứ chửi nhau cứ lên sân bay Thái Vũ. Thôi, lên sân bay Thái Vũ. Tuấn ơi, Tuấn ơi, đi. Mẹ mẹ mày đi. Mày lên sao mày giờ khác là đầu bồi gì đi cơ mẹ sao mày. Ôi ơi. Ừ, tao xả mày đây. Bình nhá. Này. Ôi chửi ơi hay thế. Hoa ơi, em sợ anh rồi, anh cứ chửi em đi. Nếu mà anh bây giờ anh chửi em được, anh hẹn em được nhá. Anh có bản lĩnh anh dám về Hải Dương không? Thứ hai giống nhau nhá. Anh qua nhá. Thôi, không ngắn gọn, em không có thời gian đâu. Em chào anh thứ hai. Nếu mà anh không về nhà anh Thái thì anh té con mẹ trên mạng đi. Ui, buồn cười. Ê, là gì nó gọi lại này. Mọi người nhá, mọi người chờ tí này. Đúng rồi, Hoa gọi lại này. Bố vai cái lồn, đi mẹ mấy dân chơi đầu gấu. Hẹn đánh nhau. Cứ hẹn lên sân bay Hà Nội. Này, thế nhá. Tôi mở máy lên cho mọi người xem. Từ đấy à, anh Hồ Văn Khoa, tức là anh Khoa em của Phú Tóc Dài. Đấy, nó bây giờ địt mẹ mày. Clip mới gọi luôn là Phú Tóc Dài. Này, gọi lại rồi. Này, mình không biết số ai mình gọi đi. Đấy, mình gọi đi, bây giờ gọi lại rồi. Câu cuối cùng là em không đầu gấu. Anh Hồ Văn Khoa em của Phú Tóc Dài, đừng điện cho em. Nếu anh Hồ Văn Khoa em của Phú Tóc Dài, bản lĩnh đi mẹ tôi, đi mẹ tôi. Đấy. Đi mẹ tôi là Tóc Linh. Ôi. Đi mẹ mày, đi cụ mày, đi mẹ tôi. Đi mẹ tôi. Đi cụ mày, đi mẹ tôi là Tóc Linh. Ôi, cho chúng đít, đánh giám. Đi mẹ tôi ơi, cố đi mẹ tôi ơi. Khoa ơi, nào? Chửi thoải mái đi. Nếu mà Khoa bản lĩnh nhá, Khoa xuống nhà ê, Thái Kevin Hải Dương nhá. Tuấn ơi. Ôi ôi. Té đúng không? Bố không, không bố không có thời gian nói chuyện với các con. Bố chào đúng con ơi. Khoa của con trai của Phú Tóc Dài nhá. Chế độ không gọi được luôn.